Có một câu chuyện dở khóc dở cười như thế này. Một người đàn ông chia sẻ với giọng điệu rất là rón rén: "Em ơi, anh không biết làm cách nào để góp ý với vợ anh về việc mùi cơ thể của vợ và mùi cô bé của vợ anh. Anh chỉ sợ vợ tự ái thôi." Đây là một câu chuyện nhăn nhạt ở ngoài cuộc sống khiến cho người chồng mất hoàn toàn cảm xúc. Không hề chê vợ xấu, không hề chê vợ vụng về, không hề chê vợ sổ sẻ sọc sạch, mà chỉ có mỗi cái vấn đề đó thôi, tức là vấn đề vệ sinh cơ thể và vệ sinh cô bé. Cái mùi nó bốc ra khiến cho người chồng phải khó xử. Một người phụ nữ mà việc vệ sinh chính cơ thể của mình còn không làm được thì hôn nhân tan vỡ còn trách móc ai? Góp ý thì lại bảo là chồng chê vợ, rồi tự ái có khi lại mâu thuẫn. Trong hôn nhân, chuyện giường chiếu là một trong những chuyện gần như là chủ chốt khiến cho tình cảm vợ chồng thăng hoa. Mọi việc sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn nếu như chúng ta hài hòa trong chuyện giường chiếu. Vậy mà tại sao cái chỗ chính như thế mà các chị không lo chăm sóc thì các chị chăm sóc cái gì? Đừng để đến khi chồng góp ý thì lại tự ái: "Anh chê bai tôi, vì ai mà tôi phải như thế? Anh muốn thơm tho thì anh đi tìm con khác." Chuyện nhỏ mà không hề nhỏ đâu các chị ạ. Hãy chăm chút cơ thể của mình, không cần phải xinh đẹp như hoa hậu, nhưng hãy thơm tho sạch sẽ để cho người chồng không bị mất cảm hứng các chị em nhé.